của anh đó đậu thì đậu đâu, đậu đại trên đi, đậu đại trên này nè. Đây là món cháo hào đặc sản ở Vũng Tàu. Cháo bơm được không bạn? Lên lên rồi đó, lên cứng rồi đó. Chùa gì đó? Chùa Huệ Nghiêm. Chùa Huệ Nghiêm đó. Huệ Nghiêm. Nó có cái hà. Xe màu đỏ đẹp quá. Màu sen ha. Bữa nay rằm rất là đông, đông người lắm, chùa đang làm lễ. Phật đứng, Phật ngồi dưới cây, đủ Phật. Đậu xe hết chỗ luôn, vô trong tuốt trong kia. Này rằm đông lắm, chùa đang làm lễ. Tre Phật Bà Quan Âm đứng dưới chòi lá. Dưới tre Phật Bà Quan Âm đứng dưới tre chòi lá. Bữa này rằm nhiều người vô tới ngang lắm. Đang ngồi ở bờ sông Thanh Đa, khu vực bí mật khu vực bí mật bật mí này. Cà phê. Chè thập cẩm bỏ luôn em. Ngon nha. Đó, người tình và phong cảnh. Bên trà đá đó, vậy là mát. Chiều đẹp lắm. Đẹp lắm. Ha ha.